Thưa quý vị, vào tối qua ngày 29 tháng 10 tại thành phố Vũng Tàu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa Việt-Nga nhân năm chéo hữu nghị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga, kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga. Hợp tác đầu tư giữa Việt Nam nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng với Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ ở các lĩnh vực dịch vụ dầu khí, hàng hải, xây dựng. Trong đó, liên doanh Việt-Nga, Vietso Petro đã trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị truyền thống. Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tham gia tích cực vào dòng chảy giao thương giữa hai nước với các mặt hàng chủ lực như hải sản, hạt điều, may mặc, xuất khẩu vào thị trường Nga. Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với chính quyền khu tự trị Nenetsky và Cộng hòa Bakorostan thuộc Liên bang Nga.